Xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh YouTube Đại Bé Review. Và ngày hôm nay cái sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu đến anh chị đó là trên sản phẩm Vivo i2s, một cái sản phẩm mới của thương hiệu Vivo. Bên trong hộp có những phụ kiện gì, máy như thế nào, ngoại hình như thế nào, thì mời anh chị theo dõi video ạ. Chào mừng anh chị, đây là cái sản phẩm Vivo i22s. Một chiếc điện thoại có bộ nhớ RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Và cái phiên bản em đang cầm trên tay này đó chính là màu xanh vàng, chạy trên hệ điều hành Android 12. Thành phần bao gồm một thân máy, một bộ sạc, một cáp USB, một dụng cụ lấy SIM, một sổ tay sử dụng, một thẻ bảo hành, một ốp lưng điện thoại. Có nghĩa là con máy này thì sẽ có gần như đầy đủ phụ kiện hết, thiếu mỗi tai nghe thôi. Kích thước là 6,55 inch. Camera trước là 8 megapixel, camera sau là 50 megapixel. 2 gram. Đó, vi xử lý 8 nhân. Chạy chip Snapdragon 680. Đó. Và bây giờ thì em sẽ mở máy nha anh chị nhá. Anh chị hãy theo dõi. Đây là cái sản phẩm Vivo i2s. i22s. Đó. Vivo i22s Qualcomm Snapdragon 680, pin lớn 5000, sạc siêu tốc 18W, camera siêu sắc nét 50 megapixel. Đó. Đây chúng ta sẽ bỏ máy sang qua một bên. Phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ có ốp lưng. Ốp dẻo silicone nhá. Có cam khá là lớn đấy, chắc là lớn đấy. Đó. Ra một bên. Sách hướng sử dụng. Tiếng Thái, tiếng Việt. Vẫn sử dụng. Một củ sạc khá là lớn. Mười tám watt. 9V 2A. Dây USB-C, một cái quay chào SIM, rồi đây là ốp, bỏ máy sang một bên. Đây là cái máy, đây là chiếc máy, mặt lưng của máy này, mặt lưng không bị bám vân tay đâu. Đó, màu đổi sắc. Con này là màu sản phẩm, màu này là sản phẩm này là màu xanh vàng. Đó, màu xanh vàng. Ánh hơi đồng đậm ánh. Đó. Camera thì chúng ta sẽ có hai camera. Camera chính là 50 megapixel và camera phụ là 2 megapixel. Đó. Và vẫn sẽ có cái dán chống xước cho anh chị nhá. Dán chống xước cho anh chị sẵn rồi. Dán chống xước. Ốp lưng. Ở trên cái sản phẩm Vivo i22s này thì chúng ta sẽ có phương thức mở khóa và mật, đó là phương thức khóa màn hình này, vân tay này, khuôn mặt này. Chúng ta sẽ có cái vân tay ở cạnh bên này, vân tay cạnh bên đây, khóa màn hình. Đây, đây là cái hình ảnh sau khi chúng ta lắp cái ốp vào. Một cụm camera khá là hầm hố mà, cái cụm camera trên cái khóa trên cái ô vuông này rất là hầm hố luôn. Cầm rất là hầm hố luôn các bạn. Vivo i22s RAM 16GB, bên trong 128. Đây là camera. Camera. Đó, chụp chân dung này. Đó. Chụp đêm này. Chúng ta sẽ có chế độ chụp đêm này. Xem thêm, tôi nhanh là 50, chụp ảnh chuyên nghiệp 50 megapixel là toàn cảnh ảnh động, chuyển động chậm này, tôi nhanh thời gian chuyên nghiệp, căn chỉnh tài liệu, quay sáng kép. Tại bé review. We'll go.
Mình sẽ được điểm qua một chút về cái sản phẩm Vivo i22s này. Điện thoại Vivo i22s có vẻ ngoài vuông vắn, các cạnh được vắt phẳng đều hai bên, giúp tăng lên được sự thời thượng và cho cảm giác cầm nắm chắc chắn. Điện thoại có tấm nền IPS LCD được phân giải HD cộng cho khả năng hiển thị chân thực. Độ chi tiết khá ổn, màn hình có kích thước 6,55 inch đi kèm với tần số quét là 90Hz. Vivo trang bị cho i22s là bộ đôi camera sau với thông số lần lượt là 50MP cho camera chính và 2MP đối với cảm biến phụ. Đồng thời, hãng đã trang bị nhiều tính năng đặc biệt nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Điện thoại RAM 8GB và bộ nhớ trong 128, trong đó đi kèm với là một con chipset Snapdragon 680 thường thấy trên các dòng sản phẩm điện thoại tầm trung, giúp cho những trải nghiệm đa nhiệm chơi game diễn ra một cách mượt mà, và cung cấp cho cái năng lượng cho viên máy sẽ là một cái viên pin có dung lượng lên đến 5000mAh cho bạn thời gian đầy đủ để có thể sử dụng mà không phải lo về tình trạng hết pin. Đi kèm với đó là sạc 18W giúp sạc đầy viên pin một cách nhanh chóng. Vừa rồi là phần đánh giá về sản phẩm Vivo i22s đã được mở bán tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Nếu anh chị cảm thấy video này hữu ích hoặc cái sản phẩm này đáng được mua thì anh chị hãy bình luận dưới phần video. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho Đại để nhận thông tin mới nhất về cái sản phẩm tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.